Không có đại, không có đại. Bao nhiêu con? Nghe. Nghe. Chim. Đéo là chim gì, đồ con quái thật. Con mà đồ mất cái sừng nó nè. Cái mặn chứ sừng gì, nó có mặn sừng gì. Mà con mẹ đâu ta? Con mẹ mà nó khè khôn, nó khè luôn. Dừng xa ai nè, con gì đây nè. Mẹ, con gột kiến. Mà gột kiến, con gì nè. Mới làm ổ đúng lành đúng không? Ừ. Cái ổ đầy đủ mới làm sao mới phát hiện được. Cùng mày vô bên đây nè. Mày đó. Từ từ có còn cái đạn không? Hốt hết rồi. Còn một con nữa. Ê Phúc, dồn cái lòng em như con chị dâu mày. Rồi đấy. Khu này khu con nuôi được lắm mày, con nuôi lớn được lắm này. Chắc cửa này nuôi được con khôn lắm này, con này con có nuôi được mà. Anh này nhỏ mà sao anh chui ra được ta? Anh út anh chui ra đi. Mấy con này hè vừa bữa nên nói chuyện với mấy mà. Ừ. Nếu mà đỡ, để cho anh lùi. Thở ra đây, anh lùi rồi mà. Lùi. Đó, một ý á. Dùng mày chim dần xa nè, chim có ký nhỉ. Dùng cái lông y tan con chị dao luôn á. Mà cái mà dùng cái đầu nó nè, hơi bị đánh luôn. Cái đầu nó đụng á. Con trò nó. Nó già có con này nè. Thấy con mẹ chưa? Thấy con mẹ chưa? Hả? Thấy mẹ chưa? Thấy đâu, con mẹ cái màu nó thấp hơn con trò đó, cái màu nó cao lắm. Nè. Nè đó. Còn anh đã nữa. Quá con chim. Để mẹ nó qua đây. Đi, để mẹ nó qua. Bác ra nữa, trong đó còn heo con nữa. Ủa, đóng không biết chim gì luôn. Qua, qua mộ này. Nè con này đụng là ủa con này. Con gì vậy ta? Con đụng đẹp chim đẹp cực kỳ không? Má dùm ê tặng chị dâu nè. Con gì vậy ta? Cái đầu có gì sợ đó mà con trò của nó hơi bị đỉnh luôn. Con chim gì ra một ổ luôn không luôn. Thế mà vô thấy đẹp quá. Gì lắm. Bả con. Không biết chim gì luôn. Gì tự. Mới kiếm quái này. Bỏ đây. Bây giờ nuôi cái nhỏ quá mà. Dần xa, con dần xa nè, con dần xa nè, con gột kiến sầu chứ. Gột kiến á, con về nè. Đây một cái đậu đỏ. Má sao con mẹ nó na không về ta? Hôm qua đụng nó về liên tục heo 3 phút lại về. Con mẹ con cha luôn. Nó kêu đó nè, phải nó kêu đó không? Con mẹ con cha hôm qua đụng á nó về đậu đây, về đậu mấy cây kia liên tục luôn. Thế là nghe nó kêu có tiếng chưa? Hả? Nó nghe nó kêu chưa? Má con này nó yếu vậy trời. Con này mạnh yếu vậy. Con này nhỏ quá. Thôi bỏ vô đi cảnh. Không ai nuôi thì thôi mình bỏ vô đi. Đây, mà thấy đỏ thì cái kỳ được á, nó cười được á. Nhìn đỏ. Ủa bãi con nha. Ai nuôi liên hệ nha. Vô đây, vô con, vô. Vô mà em thôi, mà thôi tao vô nó khè mà khè đủ quá. Đó, vô, đáng lẽ. Đâu? Không phải, con đó không phải, con đó con ấy. Con đó khác, cái con mẹ con trai nó khác. Đi, 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 đi.